Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft Bisemon siêu cấp. Và phía sau mình, đó chính là Groudon Boss Ultimate các bạn ơi. Mình đang trở lại vùng sa mạc này. Mình dự tính là đi câu những cái mảnh Omega Shark để chúng ta biến Groudon nhà mình cũng về dạng nguyên thể giống như Boss kia ha. Nhưng mà mình mới reset lại một xíu thì những cái mảnh đó mình còn có thể nhặt trong những cái khu mỏ bỏ hoang các bạn ơi. Nên là một tí mình sẽ tìm khu mỏ gần cái vùng sa mạc này ha. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng với Mewtwo chiến đấu với Groudon Boss thôi. Mewtwo nãy giờ cũng nghiến Groudon hơi lâu rồi đó các bạn. Rồi, vô khiêu chiến luôn Mewtwo. Được không? Trời trời, cái gì? Groudon thích nhảy à. Vô. Ok. Liệu rằng kẹo này Mewtwo của mình có ổn hay không đây? Nhưng mà không sao, mình phải có niềm tin vào Mewtwo chứ. Rồi. Ôi. Ok. Trời đất ơi, chưa kịp làm gì luôn. Thôi rồi, căng rồi. Pikachu vẫn bị knock out. Oh my gosh, chiến này là toang thật rồi các bạn. Không thể khinh thường được Groudon Boss đâu. Rogimon. Ê, nhưng mà với Rogimon có vẻ là chúng ta đã lấy lại lợi thế các bạn ơi. Wow, Salamence cổ đại có vẻ là sở hữu sức mạnh có thể áp đảo được Groudon Boss luôn nha. Quay, cấu rỉa hơn nữa cây máu rồi. Đây, không sao, vẫn có thể gây được đam lên Groudon các bạn ơi. Và Groudon thì chưa có dấu hiệu tấn công á, chỉ mới tăng sức mạnh lên thôi à. Ừ. Công nhận Rogimon cực kỳ có lợi thế khi mà chiến đấu với Groudon á. Ok, chắc mình phải đổi sang hơi thở rộng đi. Đó, đoạn này có vẻ gây được nhiều đam hơn đoạn fly nãy giờ nè. Tiếp tục hơi thở rộng. Ê, Groudon nãy giờ không động đậy gì được. Rogimon các bạn thích thật. Rồi, vậy là chúng ta tìm ra được khắc chế của Groudon rồi các bạn ơi. Yeah, tiếp tục nè. Yes, trả thù cho Mewtwo rồi, cũng như là Pikachu ha. Oh, mình được kẹo Dynamax các bạn ơi. Oh, ngon á, và rất là nhiều ruby luôn á. Quá đã. Rogimon làm top rồi, giờ chồng nghỉ ngơi đi. Tiếp theo mình sẽ đưa Giratina ra để chúng ta bắt đầu đi dò tìm những cái khu vực hang động gần đây ha. Và nếu gặp được khe nứt thì càng tốt các bạn. Ừ, hình như bên đây có cái khe nứt đúng không? Không phải, đó là cái gò đất thôi. Đằng kia. Yêu, đằng kia là một cái chỗ giống như là thiên thạch rơi thôi các bạn. À, mà bạn nào có nhu cầu sử dụng dịch vụ trong Love Fruit, Refine, Unit Tower Defense thì có thể nhấp vào đường link mình để dưới phần bình luận nha. Còn bên này. Ê, bên này thực sự là một cái khe nứt rồi các bạn ơi. Quá im. Rồi, ở đây thì còn có một cái den của một Pokemon hệ siêu linh với cả là hệ bay các bạn ơi. Oh, được ấy chứ. Với kèo này, mình sẽ thử cho Giratina Baby của mình ra trận coi. Mấy bữa nay là vô trong hơi bị lâu rồi đó. Rồi, Sigili đang Dynamax lên luôn kìa các bạn ơi. Wow, dữ dằn vậy sao? Rồi, tấn công nào. Giratina. Cũng Dynamax lên các thứ rồi nhỉ. Nhưng mà không bự đáng kể lắm các bạn ơi. Không sao. Quan trọng là em đã cấu rễ được nửa cây máu rồi các bạn. Liệu rằng đoạn tiếp theo. Ui, nhưng mà khoan. Trời ơi, Sigili chơi mà ru ngủ Giratina của mình á. Biết ru ngủ chứ. Đang gánh tay em luôn. Rồi. Ý, em tỉnh và knock out rồi. Hay lắm Giratina. Rồi, thử bắt cái nhóc này coi. Test nhân phẩm đầu ngày nè. Rồi thôi đi. Thôi. Cái gì khó quá mình cho qua đi các bạn. Kỵ trời. Thiệt tình luôn. Hy vọng là một xíu mình đi tìm khu mỏ đừng có xui gan bắt Pokemon nha. Hay ở dưới này mình thấy có quá trời vàng nè. Bên này cũng là vàng luôn. Tiếp tục là vàng. Ở kìa, mình tìm khu mỏ chứ phải tìm vàng đâu. Mà cho nhiều vàng vậy. Nữa nè, trời ơi, đầu sắc mà cũng gặp được vàng nữa. Quá chừng quá đất rồi. Ok, nói chứ mình cũng tranh thủ kiếm thêm các bạn. Ôi trời, có kim cương nữa. Quá đã. Thôi nha, đừng cho tôi kim cương nha, cho nhiều tôi khoái lắm đó. Còn bên kia có cái rương, mình sẽ coi thử coi.
Ai ai, biết ngay mà, nó nhúc nhích các bạn ơi. Ui da, ui trời ơi, nó nhúc nhích, biết ngay, phải thủ sẵn tâm lý mới được, không thôi là bị nó úp sọt liền, nguy hiểm thật á. Nó rơi ra cái bàn tay vàng nè. Ủa không, cái này là cái găng tay các bạn ơi. Đeo luôn đi, hy vọng là đeo găng tay vô mình sẽ hên hên hơn được xíu ha. Đây rồi, đây rồi, cuối cùng cũng gặp được khu mỏ. Ui, còn có xe mỏ nữa. Ồ, ôi trời ơi, cái này xe mỏ chứ bơm ở kìa. Hèn gì mình thấy nó đen thui thui lùi hả. Ui, có em Pokemon bị mắc kẹt trong này. Ôi no, Yêu sao giải cứu em vậy ta. Ê thôi thôi, nhện nhện, bình tĩnh cưng, bình tĩnh. Thôi, hên là nhện không có thu phục được, phải thu phục được mình cũng tung bóng chứa mình bắt nhện rồi các bạn. Trời đó, mà trong kia có em Pokemon kìa, nó kẹt trong cái đống mà nhện luôn các bạn ơi. Thấy cũng tội, nhưng mà mình chui chỏng chắc mình cũng dính chỏng luôn á. Thôi, phía đằng này cũng có một cái xe mỏ khác, và lần này là ui, có mảnh Omega Shark rồi. Wow, còn có một cái hóa thạch gì nữa nè. Được nha, được nha. Xa xa cũng còn một cái xe mỏ khác các bạn ơi. Quay quay, đây rồi, đây rồi. Vậy là thông tin mình tìm kiếm là sự thật các bạn à, trong những khu mỏ nữa nè. Vậy thì hôm bữa mình dành mấy ngày trời mình đi câu mấy cái mảnh này làm gì, đi tìm khu mỏ còn có lý hơn á. Trời đất, ui ở dưới còn nhiều khoáng sản quá trời. Wow, còn bên kia có một cái rương nữa, nhưng mà nó không phải là rương nằm trên cái xe mỏ các bạn ơi. Mình nghi nó là rương bịp quá đúng không. Ui rương thiệt à, nó có một cái Firestone. Ok, kim cương dưới ngọc lục bảo mình cũng không còn nhiều nên là thôi ghé qua đây đào một ít ha. Redstone cũng vậy nè, phía này là ruby, lấy luôn. Khu mỏ này có vẻ là còn bự lắm các bạn ơi, mình sẽ đi khám phá thêm ha. Ui nữa nè, quá trời ngọc lục bảo. Ô, có cái nhóc này. Ê ê, trời ơi, nhóc này bị mắc kẹt ở trong đá các bạn. Giải cứu em đi, sẵn tiện cho Mewtwo chiến đấu, biết đâu xíu nữa học thêm kỹ năng mới thì sao các bạn. Hiện tại thì em chỉ mới có một kỹ năng tấn công thôi, là Ancient Power ha. Ồ, thêm một cái xe mỏ nữa. Chính xác rồi. Và mình lại có thêm một cái Omega Shark các bạn ơi. Trên này còn có Downstone. Wow, vậy là nãy giờ mình kiếm được 3 cái Omega Shark, trong rương mình có 2 nữa là 5 rồi. Mình còn thiếu 5 cái mảnh Omega Shark nữa thôi các bạn ơi. Sắp rồi, sắp rồi. Chúng ta đã được nửa cái hành trình để chế tạo ra cái viên đá Omega rồi. Háo hức nha, háo hức nha. Phía đằng này lại thêm một cái xe mỏ chứa rương khác. Và... Đa đa. Ủa? Ủa kìa, trời, nó cho mình mảnh Alpha Shark các bạn. Mình tìm Omega cơ. Yêu. Trời ơi, có cách nào đổi từ Alpha sang Omega không? Trời đất ơi, hơi hụt hẫng một xíu các bạn ạ. Có rương luôn à. Lại là một cái DNA splicer. Trời ơi, còn có cái máy giặt ở đây nữa. Một vài quyển sách. Và Relic Statue. Cái bức tượng này thì có thể đem đi bán á. Một món đồ tăng sức mạnh cho Pokemon thể độc. Alright, phía đằng trước mình thấy có cái rương các bạn ơi, và nó lạ lắm. Ôi trời, lại là cái rương chứ, cái chuông à. Ok, bên này lại có cái rương nữa. À, xa xa còn có xe mỏ chứ rương. Ê, rương bịp, chạy thôi. Hên, nó chưa cạp mình kịp. Hướng này thì không có rương ha. Ồ, có BC Blade, ngon. Ây da, trời ơi, nó dí tới nữa rồi. Ui no, cái rương không kịp. Dí hả? Cái con mimic này kỳ cục kẹo quá. Trời đất, ui nó rơi ra cục gì đỏ đỏ vậy? Magma Stone. Ok. Và đây rồi, phải vậy chứ. Thêm một mảnh Omega Shark các bạn ơi. Ô, còn có hóa thạch luôn đó nè. Đá shiny, ruby các thứ ha. Một cái dòng tiếp tục là món đồ để mình có thể đem đi bán. Một cái sharp pick, cái này có thể tăng sức mạnh cho kỹ năng hệ bay hả? Lậm bỏ tối lèn. Ê, hình như... Ồ đúng rồi, dưới này cũng có rương.
Vậy mà nãy giờ mình bỏ sót quá trời. Lại thêm Thunderstorm nữa nè. Hóa thạch các thứ nữa, trời đất. Quá im luôn. Một xíu nữa chắc mình đem mấy cái đồ mà đồ cổ các bạn, mình đem đi bán là cũng được mớ tiền. Ồ, và đây nè, thêm một cái Omega Shark ở trong rương này nữa. Đây rồi. Sắp rồi các bạn ơi, sắp rồi. Mình đã tìm được 7 trên 10 cái mảnh Omega rồi. Cố lên, cố lên. 3 mảnh cuối cùng thôi. Chúng ta có thể làm được trong ngày hôm nay. Bên này. Ok, bên này có một cái rương thôi. Yêu, không có rồi. Chỉ được hóa thạch các bạn. Đem về luôn. Đây, mảnh thứ 8 rồi nè. Thêm Waterstone nữa. Liệu rằng... Chính xác, mảnh thứ 9 rồi. Một mảnh cuối cùng các bạn ơi. Chúng ta sắp chế tạo được viên đá Omega mà bữa giờ chúng ta săn thất bại nè. Kệ, sẽ toàn gặp xe mỏ chứa bơm không vậy? Tôi cần xe mỏ chứa rương cơ. Đây chăng, đây chăng. Mảnh thứ 10. Chính xác. Yes. Thành công rồi các bạn. Hôm nay chúng ta đã không thất bại trong việc tìm Omega Shark rồi các bạn ơi. Và sẵn tiện ở đây, mình sẽ ghép những cái mảnh này lại luôn á. Lắp nó lại. Đủ 10 mảnh thì ấy, đá Omega sẽ phát sáng lên liền. Và bam, mình sẽ được cái được gọi là Red Orb ha. Alright, bây giờ thì lên trên thôi các bạn ơi. Chúng ta sẽ đáp xuống một khu phẳng phẳng tí ha. Rồi, sau đấy thì đưa Raiden ra bên ngoài. Đây, đây, đây. Từ lúc về đội tới giờ mới có được cái Red Orb để trang bị cho Raiden nè. Và em đã có thể biến thành hình dạng nguyên thủy rồi các bạn à. Quay, 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 chuẩn bị. Đó. Chất lự liền. Chỉ số các bạn. Đấy. Phải vậy chứ, phải vậy chứ. Quá là mạnh luôn các bạn ơi. Nhảy còn cao quá trời nữa cơ. Chỉ có điều nhảy cao thì té cũng đau ha. Ok, và bây giờ mình sẽ đi dạo quanh đây coi coi có boss nào xuất hiện không. Tại vì mình cũng muốn săn thêm một vài cái Master Ball để dành đó các bạn. Ồ. Ở đây có một cái ổ khóa lá các bạn ơi. Ổ khóa lá thì quá là easy với mình rồi. Mình có chìa khóa các bạn. Đấy. Mở luôn, mở luôn. Một thanh niên này đi chỗ khác coi. Thấy người ta có rào đền nguyên thủy là cái tùm tướp lại à. À, trong này thì cho đồ hơi bèo các bạn à. Chỉ được cái Stone Blade là giá trị thôi. Hả? Cái gì? Oh my god. Be real. Gì mà khủng vậy? Ồ không, đây không phải Be real các bạn ơi. Hình như đây là một Pokemon kết hợp với Be real. À, một quái thú của thế giới Ultra đi lạc qua đây các bạn. Celeste Steela nè. Ê, đằng kia có cái hố Ultra kìa. À, dám lắm. Trời ơi, quái thú Ultra Beast đi lạc qua thế giới thường và còn kết hợp với Be real nữa chứ. Đáng để chúng ta chinh phục nha. Windsplat. Ok, Sassan God. Có rượu máu nào. Ui, Celestia đang tăng chỉ số lên các bạn ơi. Yêu yêu yêu. Ổn không đây? Rút kinh nghiệm từ lần trước. À, với kèo này thì khoan khoan, chắc là để chắc cú hơn, mình sẽ đưa Seesaw vào trận các bạn. Ừ, để có gì Seesaw phone sweep ha, cho chắc. Hôm qua mình cũng bất cẩn nên là đã không bắt được Rayquaza Necro thứ hai rồi. Nên là mình cũng không muốn va phải cái vết xe đổ hôm qua đâu. Đó, chúng ta chậm mà chắc ha. Đấy. Ok, có vẻ là cũng khá ngang tài ngang sức nha. Trời. Không ngờ hôm nay qua sa mạc lại gặp được một quái thú Ultra Beast. Nhưng mà lại ở cái dạng Fusion nó mới đã chứ. Và với thân hình to lớn như vậy, mình nghĩ chúng ta có thể dùng được Heavy Ball lên Celesteela đó các bạn. Ừ, thử luôn á. Ok, cấu rỉa nửa cây máu được rồi. Mình tự tin lắm, bữa nay là có Raiden nguyên thủy rồi. May mắn đang dâng chào các bạn. Và... được luôn kìa. Trời ơi, mình có linh cảm tốt cho ngày hôm nay nha. Có vẻ là nhân phẩm cao của mình đã trở lại rồi các bạn. Và đây,
sẽ là quái thú Ultra Beast thứ hai về đội của mình. Nice. Đưa ra và ngắm thử thôi các bạn ơi. Wow, dữ dằn vậy. Còn có Raubert gì nữa cơ. Oh, có skill Raubert gì đó các bạn ơi. À, không biết công dụng là gì ha. Và quan trọng hơn là uầy, mình có thể cưỡi Celestia đi khám phá rất là dễ dàng á. Bay rất là cao luôn các bạn ơi. Ấy, mà không biết là Celestia Fusion này sẽ mang hệ gì ha. Chúng ta sẽ coi thử coi. Wow, hệ bay với cả là hệ thép nha. Được đó, được đó. Quái thú Ultra Beast thứ hai này mình thấy cũng khá là tuyệt vời các bạn ạ. Một công đôi chuyện luôn chứ. Chắc là phải đi tìm đối thủ cho những người bạn trong ngày hôm nay của mình mới được các bạn ơi. Dùng sa mạc này bữa tối thị phi lắm. Nhiều boss xuất hiện lắm các bạn ạ. Mình chỉ cần... Ở đây. Mới nói luôn. Gặp liền Outdome boss các bạn. Kế bên còn có Mon Hondo nữa kìa. Dạng chưa tiến hóa của Outdome đó các bạn. Ý giời rồi. Ok, với kiểu này mình sẽ thử cho Raiden của mình ra trận á. Ok, kiểu chiến lại coi. Đó, mới có hình dạng nguyên thể nên phải cho Raiden chiến đấu thường xuyên mới được. Rồi, Outdome căng nha. Ê, nhưng mà động đất của Raiden cũng thốn lắm các bạn ơi. Nửa cái máu rồi. Liệu rằng Outdome ngầu sẽ chiến thắng hay là Raiden của mình chiến thắng? Ý, ôi no, không kịp động đất rồi. À, cay thế nhờ. Celestia Fusion, mình sẽ cho em ra trận luôn. Chúng ta sẽ Dynamax lên á. Dùng kỹ năng này. Và để coi Outdome. Cũng cấu rẻ được một lượng máu tương đối của Outdome các bạn ơi. Ây da, nó bao được không? Ý, trời, có vẻ là không kịp rồi các bạn ơi. Nhưng mà dùng cái đòn kia chúng ta có thể lôi cả boss đi theo các bạn. Ủa, mình được Park Bone. Wow, đá mega của Outdome. Quay cái Park Bone này nó cũng xịn, tương tự với Master Bone đó các bạn. Ừ, hôm bữa mình nhầm cái GS Bone đó với cả cái Park Bone đó. Wow, thích nha. Hôm nay là một ngày tuyệt vời rồi. Coi kìa, cái mô tả đó là chúng ta có thể dùng để bắt Pokemon sẽ không bao giờ thất bại luôn nha. Hôm nay là nhân phẩm ngút ngàn rồi. Và đã có được đá Mega của Outdome, thế nên là bây giờ mình sẽ bắt cái nhóc này luôn ha. Cho em về đội cái coi. Ok, đưa Scizor ra để chúng ta phone sweep ha. Ok, tiếp theo là tôm một cái Ultra Ball nhẹ nhàng thôi. Mình nghĩ là một quả được luôn các bạn. Được hay không đây? Được không? Được thiệt. Hôm nay sao nhờ? Mỗi khi phải may mắn như vậy thì có đỡ rầu hơn không? Rồi, cái nhóc này mới về đội đúng không? Nên là chúng ta sẽ luyện cấp cho em một xíu ha. Đưa em ra. Ý, hình như mình còn kẹo đúng không ta? Ừ, kẹo đây. Kẹo nhỏ, các thứ mình còn nhóc nè. Kẹo này cũng còn 7 viên nè, cho ăn luôn. Ok, ui, tiến hóa rồi. Outdoor chuẩn bị tiến hóa các bạn ơi. Bây giờ em sẽ chuẩn bị to hơn nè. Đó. Và trở thành Outdoor rồi các bạn. Ui giời, chó địa ngục các bạn ơi. Để em ăn thêm kẹo đi ha. Tại mình cũng còn dư quá trời mà. Ăn hết luôn, cục cuối cùng nè. Rồi, và viên đá Mega thì mình cũng sẽ dành cho em á. Đợi tuần xíu Raveler. Đợi tuần xíu. Đâu rồi? Quên. Gắn đá Mega cho Outdome cái đã. Ok, Raveler thích khiêu chiến đúng không? Cưng, bóp cưng, vô, đừng có sợ. Ok. Ủa? Ê, quên. Mình chưa có đổi sang cái dòng Mega các bạn ơi. Ừ, phải đổi sang dòng Mega mới được. Đây, Mega cái nhẹ nhàng. Dùng beat up coi. Đỏ. Outdome Mega lên là ngầu ác các bạn ơi. Đúng kiểu phong cách chó địa ngục các bạn. Có cặp sừng, có cả cái đuôi cũng chất nữa. Và nope. Ê, ui dồi, Raveler tránh được đòn tấn công rồi.
Ngầu nhưng mà bị ăn hành các bạn ơi. No. Cay thế nhờ. Đúng là gáy sớm là sẽ sắp mặt mà. Ok, tiếp theo sẽ cho Celestia ra để đương đầu với Raveler ha. Ủa, hình như Raveler mình chưa có đúng không? Oh, ấy vậy bắt Raveler luôn. Ok, ngại gì mà không bắt các bạn. Ừ, đánh nhau trước rồi sau đó mới trở thành bạn. Ôi trò, quay quay, Raveler cũng khó tính lắm nha. Quả đầu tiên đã thất bại rồi các bạn. Quả thứ hai coi, lần này chắc sẽ thành công thôi. Chính xác luôn. Rồi rồi. Ấy, và Raveler là Pokemon hệ đất thứ 3. Ủa lộn, thứ 10. Mà mình chinh phục luôn các bạn ơi. Quay. Được cái ta. Trước đó thì mình đã có Gyarados rồi nè các bạn. Bây giờ còn có thêm Raveler nữa. Ok đấy chứ. Và mặt trời thì cũng đã lên rồi các bạn. Chúng ta đã có một đêm ở cái vùng sa mạc này rồi ha. Và kết quả thì cũng tương đối tuyệt vời vì đã có thêm một người bạn mới về đội. Giờ thì chắc mình sẽ tranh thủ về nhà để chúng ta làm tiếp những công việc trong ngày hôm nay ha. Hồi nãy trên đường về á, mình có check lại cái phần nhiệm vụ mà mình đã từng nhận đó các bạn. Thì mình chợt nhớ ra là ở trong ngôi làng còn một cái nhiệm vụ mà mình chưa có trả. Đó chính là cái nhiệm vụ đại bàn điện. Nhưng mà cái này nó hơi khó chỗ là mình phải tìm được cái quả cầu thì mới có thể làm tiếp cái nhánh nhiệm vụ này. Cho nên là hôm nay dự là chúng ta sẽ phải vất vả đi tìm cái quả cầu đó đây. Mà cái quả cầu này hình như sẽ được rơi ra bởi một em Pokemon mà mình đã sở hữu rồi. Đó chính là Dragonite. Để mình coi thử coi Dragonite sẽ hay xuất hiện ở cái vùng nào ha. Rồi chúng ta nghiên cứu và tới cái vùng đó để săn tìm Dragonite các bạn ơi. Dragonite thì sẽ xuất hiện ở cái vùng biển sâu vào bình minh hoặc là hoàng hôn á, và đặc biệt là thời tiết phải trong lành. Ok, được, bữa nay cưỡi Dragonite đi tìm Dragonite luôn. Dùng biển sâu hả? Ồ, tính ra là gần nhà mình luôn á các bạn ơi. Ừ, hôm bữa em cũng xuất hiện ngay chỗ ở của mình nè, nhưng mà bữa giờ thì không thấy xuất hiện thêm á. Chắc có đúng em này thôi. Để mình đi tìm cái vùng biển sâu nó xa hơn á, biết đâu lại dễ gặp Dragonite hơn thì sao. Ok. Ê, kìa là Ê, không lọt đi đâu được. Ê, trời ơi, Dragonite. Đầu em bay rất ngại luôn rồi. Tốc độ em ơi. Bay lên. Ok, đuổi theo Dragonite trước mặt nào. Đúng không? Chuẩn luôn rồi. Đây, chúng ta cuối cùng cũng đã gặp Dragonite các bạn ơi. Mình sẽ nhào vô và kêu chiến liền với Dragonite ha. Ok, kèo này thì chắc Mewtwo sẽ làm được thôi, mình tin tưởng em. Đó, tấn công nhẹ bằng Ancient Power nha. Rồi coi Dragonite có chống cự không. Ui, em thăng chỉ số lên. Cái này là bắt buộc phải đánh rồi các bạn ơi. Knock out luôn. Ok, và yes, lần đầu tiên chúng ta đã săn được cái orb này luôn rồi. Cái quả banh mà trong cái nhiệm vụ yêu cầu á các bạn. Mở phần nhiệm vụ lên coi. Tiếp theo, nhiệm vụ yêu cầu mình ghép cái orb này với cả là cái Thunderstone đó các bạn. Thunderstone hồi nãy mình lút được hai cục luôn nè. Quả im, ghép luôn. Đó, mình sẽ được cái Orb of Static Show. Dạ ha. Và nhiệm vụ lại kêu mình đó chính là đánh bại 375 Pokemon để kiểu như lắp đầy linh hồn vô cái cục đá này các bạn. Rồi mình phải đi săn hơi nhiều Pokemon nha. Thôi được, săn thì săn, có đâu mà sợ. Ở trước mặt mình là một Pokemon mình có thể săn kìa các bạn. Boss luôn nha mấy căn. Thôi được, mình thích cái gì đó mạo hiểm một xíu. Rồi, mình sẽ đưa bộ đôi Zacian của mình ra trận nè. Torterra, Pikachu. Rồi Raudon kèo này thì cũng hơi khó cho em á. Liều ăn nhiều các bạn ơi. Tiếp theo là qua đây và khiêu chiến với Sharpedo nào. Đầu tiên mình sẽ đưa Zacian Fusion của mình ra trước. Lâu rồi chưa cho Zacian ra trận các bạn ơi. Ê, trời đất, Sharpedo mạnh vậy. Knock out Zacian một cái một các bạn ơi. Anh thần ơi. Ui, Zacian God thì chỉ kịp gây một lượng sát thương nhất định khoảng 30% máu thôi.
Uya, Sabirobot khó nha. Cực kỳ gắt luôn. Thunder, Pikachu. Kịp không, kịp không? Gội luôn rồi, Pikachu bị nao núng các bạn ơi. Có vẻ là chiến này thì hơi khó khăn để giành chiến thắng rồi. Có vẻ là mình pick cái đội hình này không có hợp lý rồi các bạn ơi. Mình sẽ dùng Dragon Dance cho Rayquaza Necro mình trước rồi đã. Ok. Đấy nè. Ui. Mà cơ hội chiến thắng đang rất là mong manh các bạn ơi. À. Úi. Wow. Rayquaza làm được các bạn. Ui. Gánh tem, Rayquaza gánh tem các bạn. Không nhận, sau khi Raiden Dance xong, sức mạnh của Rayquaza vượt trội hơn hẳn ha. Outplay các bạn ơi, lật kèo, lật kèo. Ủa? Ủa nhưng mà đánh boss không có tính hả ta? Ok. Hình như chỉ tính Pokemon thường các bạn ơi, không tính đánh boss hay sao á. Đây, với Pokemon thường nè, mình sẽ thử đánh Sentry một cái. Đó. Và đấy, cái ợp nó bắt đầu sụp giảm độ bền rồi kìa các bạn. Vậy là chỉ áp dụng trên Pokemon thường thôi. Ok. Rồi. Và cái bên có boss Ultimate nên là mình cũng tranh thủ cho Rayquaza ra chiến đấu luôn á. Ok. Dragon Dance trước. Ui da. Không sao không sao, vẫn trụ nổi các bạn. Tiếp theo là tấn công. Ủa. Quá gắt luôn các bạn ơi. Tiếp tục nào. Ấy. Một xíu nữa thôi Rayquaza, cố lên. Một lần nữa. Nice. Mình đã dần dần biết tận dụng sức mạnh của Rayquaza rồi các bạn à. Ủa. Ê, đánh boss vẫn tính mà. À. Vậy là chắc tại hồi nãy mình cầm bên tay trái nên là nó không có tính các bạn ơi. Mình phải để trong slot bình thường á, nó mới tính nha. Ra là vậy. Rồi, tranh thủ lúc này mình sẽ vừa farm Pokemon, rồi vừa cày cấp cho mấy em luôn á. Một công đôi chuyện luôn đó các bạn ơi. 3,000 Whoop-Whoos later. Ê, khoan khoan các bạn ơi. Ở ngay phía trên đầu mình đang có Pokemon gì sao giống Tyranitar vậy? Không lọt đi đâu được, đây chính là Tyranitar rồi. À, Tyranitar Forest. Quay. Wow, cái hình dạng gì nhìn chất lừ vậy. Giống như là một cánh gì luôn luôn á các bạn ơi. À. Ok. Chất nha, chất nha. Ôi nhưng mà em này thì mới cấp 56 thôi à. Không được, không được, được 56 hả ta. Vậy thì chắc mình phải đưa Seesaw ra để chúng ta phone sweep thôi. Nãy giờ mình cũng làm sắp xong cái nhiệm vụ cày linh hồn rồi các bạn ơi. À. Wow wow. Bữa nay hốt thêm Tyranitar Forest nữa thì bá cháy luôn. Phone sweep cái nữa nè. Ok. Trời. Nhưng mà khoan, Tyranitar đang có dấu hiệu là bị phản đam các bạn ơi. Mình phải nhanh chóng bắt Tyranitar thôi. Không biết Heavy Ball có bắt được em này không á. Ui không 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 được không được được. Mình sẽ tung bóng chứa thêm một lần nữa. Lần này được hay không? Được đi. Rồi luôn không được rồi. Sao nguy hiểm vậy ta? Mình sợ em tự đánh rồi tự ngất xỉu quá hả? Phải nhanh chóng bắt em thôi. Đấy rồi. Yes, em sẽ không bị ngất xỉu đâu các bạn mà. Em sẽ về đội của mình. Đây, Tyranitar Forest. Nãy giờ thì mình cày cấp cũng được hơi bị nhiều Pokemon lên cấp 100 rồi. Nói chung có cái nhiệm vụ này cũng là cơ hội để chúng ta đi cày cấp các bạn à. Rồi, cho Tyranitar Forest ra trận luôn nè. Ok. Bye Frank. Được đấy chứ. Và coi thử coi, với cái tên là Tyranitar Forest thì mình đoán em sẽ mang hệ lá. Ôi chính xác, hệ lá với cả là hệ bóng tối các bạn ơi. Bay được không? À không, không bay được nha. Ok, nhưng mà không sao, ngầu là được. Rồi, cho em cùng mình cày nhiệm vụ nốt luôn coi. Mình còn một xíu nữa là xong rồi các bạn. Ok, tạm luôn. Còn mấy ta? Ui còn một Pokemon nữa thôi là hoàn thành cái cục đá linh hồn này rồi các bạn ơi. Ok, kết thúc nào, Tyranitar. Ui, không đủ đam nữa chứ. Trời đất ơi. Thôi, vậy thì thêm một đòn nữa đi. Tạm phiền.
Và tan tần, chính thức mình đã lắp đầy được cái Orb of Static Show rồi các bạn ơi. Quá là tuyệt vời luôn. À, để mình đưa Tyranita bình thường của mình ra và Tyranita Forest để chúng ta có thể so sánh đó các bạn. Bình thường thì cái lưng ẻm sẽ không có chi tiết giống như cái em Forest này ha. Và khi Mega thử coi, ở dạng Mega với cái dạng Forest này thì dạng nào sẽ ngầu hơn? Trước mắt là mình thấy em này ngầu hơn vì kích thước bự hơn rồi đó các bạn à. Cũng có nét đó chứ. Khác màu thôi các bạn ơi. Ừ, tính ra là khác màu thôi á. Ra là vậy. Ok. Coi như là kiếm thêm một em Tyranita về đội hết các bạn. Quá đã luôn. Đồng thời Tyranita nhà mình cũng thoát kiếp FA luôn các bạn. Ừ, hợp lý ta. Tin vui nha. À, mới về nhà mà còn gặp Sharpedo nữa. Ok, chưa trời đang mưa các bạn ơi. Để mình cho Raudan tắt mưa cái đã. Rồi, ra ngoài này trả thù Sharpedo thôi các bạn. Hồi nãy dám ăn hiếp Raudan hả? Ok, bây giờ Raudan đã ở một cương vị khác rồi nha. Để coi. Rồi. Đỡ đòn nè. Ý, trời ơi. Raudan động đất hơi bị dữ các bạn ơi. Tiếp tục là động đất nè. Chuẩn bị. Thấy giờ. Nice. Được, đã xét thể bay luôn. Ok. Đó. Thù nào mà không trả. Nói chung thì hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời đối với mình các bạn ạ. Bởi vì mình đã giúp cho Raudan của mình trở về hình dạng nguyên thủy, cực kỳ chất lượng luôn á. Và còn mạnh nữa. Ngoài ra, mình còn có một món quà bất ngờ. Đấy chính là một quái thú Ultra Beast tiếp theo. Đó chính là Celestila ha. Và trong tương lai thì chúng ta sẽ gán tìm thêm thật là nhiều ở quái thú Ultra Beast khác để hoàn thành bộ sưu tập Pokemon Ultra Beast của mình. Và sắp tới, các bạn có muốn mình đi tìm cái ngôi đền để gắn cái Orb of Static Show này không? Không biết là khi mình triệu hồi sẽ ra chim điện hình dạng gì nhờ? Nếu mà hình dạng đặc biệt thì tuyệt vời lắm luôn á, còn hình dạng thường thì cũng tuyệt vời. Ok, tại vì đó là công sức mà chúng ta đã cày linh hồn mà. Rồi, và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Bạn nào có nhu cầu mặc Roblox, Lovefruit hay là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận video á. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.